nào vừa ngon vừa giải nhiệt rất tốt cho mùa hè. Giờ này thì mình thấy mọi người review rất là nhiều về cái set nguyên liệu nấu chè Tuyết Yến dưỡng nhan từ bếp chè Thái, nên là hôm nay mình sẽ trải nghiệm xem như thế nào nha. Bản thân mình thì rất là thích những cái set nguyên liệu như thế này vì nó có đủ nguyên liệu hết rồi, và đặc biệt là cái thành phẩm còn rất là ngon nữa mọi người. Thêm một điểm cộng đó chính là chúng ta nấu tại nhà nên là nó rất là vệ sinh luôn. Mỗi set chè thì bao gồm có 12 nguyên liệu và nấu được tận đến 30 chén rồi mọi người. Khi mà làm theo hướng dẫn thì thời gian nấu chỉ có 30 phút thôi. Nói chung thì cái này không cần phải lưu ý gì nhiều, nó rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần ngâm nguyên liệu, và ba cái này là mình phải ngâm trước nè, đó chính là tuyết yến, nhựa đào và bồ mễ. Mỗi nguyên liệu nó có một thời gian ngâm khác nhau và trong tờ hướng dẫn nó có chỉ dẫn rất là chi tiết rồi mọi người. Còn có hình để cho mọi người có thể phân biệt nữa. Thật sự nào giờ mình chỉ ăn chè ở ngoài đường thôi, nên là hôm nay chính là lần đầu tiên mình thấy những cái nguyên liệu này mà nó còn khô mọi người. Nó rất là thú vị luôn á. Nếu mà phải ra đường mua từng nguyên liệu một và tận 12 nguyên liệu thì rất là lâu, nên là cái set chè nó tiện thật sự. Với nấm tuyết, táo đỏ và táo khoanh thì mình sẽ ngâm trong khoảng 2 tiếng và phần còn lại mình ngâm trong khoảng 1 tiếng. Ok, nếu mà đã ngâm xong rồi bắt đầu nấu thôi. Mình sẽ cho táo đỏ vào nấu trước trong khoảng 15 phút. Tiếp đến là long nhãn, kỷ tử, nấm tuyết, đông trùng hạ thảo và táo khoanh trong khoảng 10 phút. Thật sự lúc này mình thấy mình giống như phù thủy nấu cái nồi phép thuật giữa mọi người hiểu mà đúng không? Sau khi đã bỏ hết nguyên liệu bước 2 vào rồi thì mình sẽ bỏ những cái tuyết yến, nhựa đào, bồ mễ và hạt sen và nấu trong vòng 5 phút. Cuối cùng đó chính là đường phèn tùy theo khẩu vị của mọi người, và khi mà mình tắt bếp thì mình sẽ bỏ cái hạt chia này vào. À, một lưu ý nhỏ xíu xíu chính là mọi người khi nấu chè thì không nên khuấy chè nhiều để chè có thể bảo quản được lâu và không bị chua. Mọi người thấy đã chưa kìa? Sau khi nấu xong thì mình sẽ bỏ vào ngăn mát tủ lạnh và đây thành quả nè mọi người. Ăn cùng với đá thì càng tuyệt hơn nữa. Cái món chè này thực sự rất ngon, nó thanh, mát, ngọt vừa, rất là thích hợp cho những ngày nắng nóng như thế này mà ai cũng có thể làm được.